Thưa quý vị, các bạn và bà con nông dân, hiện nay các trà vải đang trong thời kỳ ra hoa. Ở giai đoạn này, bệnh sương mai trên cây vải có xu hướng phát sinh, phát triển mạnh. Do đó, chủ động các biện pháp kỹ thuật giúp cho cây vải bảo vệ chùm hoa là điều hết sức cần thiết trong thời điểm hiện nay. Bản tin cùng nông dân ra đồng tuần này, chúng tôi xin chia sẻ với bà con một số kinh nghiệm để bà con chủ động chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh hại cây vải thời kỳ ra hoa. Mời quý vị, các bạn và bà con cùng theo dõi. Vào thời điểm này, cây vải sớm đã ra hoa đạt 90%, trà vải thiều chính vụ ra hoa khoảng 50% diện tích. Khi cây vải ra hoa thì việc chăm sóc dinh dưỡng phòng bệnh cho cây ở thời kỳ này luôn là mối quan tâm nhất của người trồng vải, đặc biệt là bệnh sương mai gây hại. Đối với cây vải thời kỳ ra hoa, thời tiết là yếu tố rất quan trọng bởi nó tác động rất lớn đến khả năng thụ phấn, thụ tinh của cây để hình thành quả vải non. Trong giai đoạn sinh trưởng của cây vải ở thời điểm này, điều kiện khí tượng thủy văn thường không thuận lợi như gặp mưa nhiều, nhiệt độ thấp, độ ẩm cao. Do đó, các biện pháp kỹ thuật phòng trừ dịch hại cần được bà con trồng vải hết sức quan tâm. Chúng ta cần chú ý một số cái đối tượng trên cái cây vải. Cái đối tượng thứ nhất mà chúng ta quan tâm nhất đó là cái bệnh sương mai. Đấy, giai đoạn ra hoa đậu quả lon, nếu như bệnh sương mai gây hại thì nó ảnh hưởng rất lớn đến hoa và quả lon. Khi điều kiện thời tiết thay đổi, nó có mưa hoặc là sương mù về sáng, là chúng ta phải dùng một số loại thuốc phòng trừ sương mai mà cơ quan chuyên môn chúng tôi khuyến cáo. Ngoài ra còn những cái đối tượng khác trong giai đoạn này như sâu đo, thế rồi là bọ xít, thế rồi là dẹp, cái nhện đông nhung. Vậy bà con chúng ta chú ý là kiểm tra và phun phòng trừ sớm. Theo các chuyên gia nông học, bệnh sương mai gây hại từ thời kỳ ra hoa đậu quả đến khi thu hoạch, nhưng nguy hiểm hơn cả là thời kỳ ra hoa đậu quả. Bệnh có thể gây rụng hoa, rụng quả hàng loạt trên chùm non. Đầu tiên trên chùm hoa, quả xuất hiện các đốm đen nhỏ, sau lan rộng bao cuống nhánh hoa và quả, sau đó toàn bộ chùm hoa biến thành màu nâu đen. Nếu trời khô, nắng cuống bị khô tóp lại. Trong điều kiện có mưa ẩm, nhánh hoa và cuống hoa bị thối gãy, quả bị rụng, nấm sương mai phát triển thuận lợi trong điều kiện độ ẩm không khí cao, nhiệt độ từ 22 đến 25 độ C. Trong điều kiện ẩm ướt thì bề mặt của bệnh xuất hiện một lớp phấn trắng, đó là các sợi nấm. Vì vậy, khi cây vải ra hoa, cần tỉa bớt các chùm hoa quá dày, các nhánh hoa ở phần đầu và phần cuối chùm hoa, đồng thời sử dụng thuốc hóa học Insuran, Infinito và Amistatop. Để quản lý một cách hiệu quả cái bệnh sương mai hại vải thì bà con ta cần tuân thủ một số biện pháp như sau. Thứ nhất, đó là không được lạm dụng bón phân hay là phun phân qua lá có chứa đạm hay còn ký hiệu là N. Thứ hai, đó là cần tỉa để cho cái tán cây vải thông thoáng, kể cả những cái chùm hoa vải nếu như quá dày cũng có thể tỉa bớt. Và thứ ba, đó chính là cần phải theo dõi các cái thông tin thông báo của cơ quan chức năng, kết hợp với lắng nghe các cái thông báo dự báo thời tiết để chúng ta có thể chủ động phòng trừ ngay trước và sau khi những cái đợt, những cái trận mưa phùn, mưa xuân hay là những cái đợt lồm ẩm. Bà con ta nên sử dụng các cái loại thuốc đặc trị cho bệnh sương mai có hiệu lực cao với hiệu quả kéo dài. Ví dụ như là cái thuốc Amistatop 325SC hay là thuốc Isacop. Đây là những cái loại thuốc đặc trị cho bệnh sương mai, tuy nhiên rất mát và không hề gây ảnh hưởng tới cái sinh trưởng phát triển của cây, cũng như cái quá trình thụ phấn hay phát triển của quả non. Thời kỳ cây vải ra hoa là giai đoạn cây vải dễ bị nhiễm các đối tượng dịch hại, đặc biệt là bệnh sương mai hại chùm hoa. Để hạn chế tác động của thời tiết bất lợi và phòng trừ sâu bệnh hiệu quả ở thời kỳ này, việc theo dõi dự báo và phát hiện sâu bệnh sớm là rất quan trọng để đảm bảo sản lượng, chất lượng quả. Đối với sương mai hại chùm hoa, cần sử dụng thuốc chuyên biệt trị bằng thuốc bảo vệ thực vật Amistatop Isaco. Đồng thời, các nhà vườn cần theo dõi sát dịch hại và áp dụng các khuyến cáo của cơ quan chức năng để đảm bảo năng suất và chất lượng quả vải sau này.